Trong phần trước, sau khi đỡ đòn thay cho Harumi, Erika đã bị thương rất nặng và mất đi ý thức. Quá tức giận, Kotaro đứng lên và hùng hồn tuyên bố sẽ đánh bại Maki, còn bằng cách nào thì chắc cậu chưa nghĩ đến. Điều lạ là khi Kotaro vừa dứt lời, trên người Erika bỗng nhiên tỏa ra thứ ma pháp màu trắng giống như trên người của Kotaro trước đây. Một giọng nói vang lên đằng sau Kotaro, khi quay người nhìn lại cậu cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mái tóc của Harumi đã biến thành màu trắng và xung quanh cô lúc này cũng đã được bao quanh bởi ma pháp. Trông Harumi lúc này rất giống với cô gái trong hang động mà Kotaro đã gặp trước đây. Harumi đưa hai tay về phía trước, sau đó triệu hồi ra một thanh kiếm và nói nó là của Kotaro rồi ngất đi. Tuy không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, nhưng Kotaro vẫn cầm thanh kiếm lên để đấu với Maki. Sức mạnh của thanh kiếm là quá lớn đối với sức chịu đựng của Maki. Kotaro dễ dàng phá tan tất cả ma pháp của cô chỉ với một chém. Sau khi biết mình không phải là đối thủ của Kotaro, Maki nhanh chóng rút lui. Cô ta nghĩ mình cần lấy được sức mạnh từ căn phòng 106 thì mới có thể đánh bại được Kotaro. Harumi tỉnh dậy nhưng không nhớ gì về chuyện cây kiếm, còn Erika sau khi được luồng ma pháp màu trắng chữa trị cũng đã không có gì đáng ngại. Hiện giờ Maki đang ở trong căn phòng trọ. Sau khi thăm dò, cô ta phát hiện được thanh kiếm của Kotaro được tạo ra từ chính lượng ma thuật tích tụ ở nơi đây. Maki muốn phân tích ma thuật của Kotaro, rồi từ đó thao túng năng lượng trong căn phòng. Trong lúc nghỉ ngơi hồi phục, Erika kể cho Kotaro và Harumi nghe về câu chuyện của mình. Từ nhỏ trong cơ thể Erika đã tồn tại ma lực, thế rồi một ngày một con quái vật phát hiện ra và tấn công cô. Lúc đó chính Nana, ma pháp thiếu nữ tiền nhiệm đã xuất hiện và cứu mạng cô. Vì muốn trả ơn, nên từ ngày đó Erika đã đến để giúp đỡ Nana một vài việc như nấu nướng và nghiên cứu. Chứ Nana tuyệt đối không để cô tham gia chiến đấu. Vậy nhưng 8 tháng trước, nhóm hắc ám ma thiếu nữ của Maki đã bắt Erika làm con tin để uy hiếp Nana. Để cứu cô, Nana đã giải phóng toàn bộ ma pháp của mình để đánh bại nhóm người Maki, nhưng cũng từ đó Nana không thể sử dụng ma pháp được nữa. Vì vậy, Erika quyết tâm sẽ giúp Nana hoàn thành trách nhiệm còn đang dang dở của cô ấy. Trên đường cõng Erika về, Kotaro xin lỗi vì đã không tin cô trước đây, thế nhưng bên cạnh cậu đã có quá nhiều những kẻ khác thường. Vì vậy, Kotaro thực lòng hy vọng Erika sẽ là một người bạn học bình thường, cậu còn nói chuyện chiến đấu này không hợp với Erika. Lúc hai người về đến nhà trọ, Maki cũng đã khống chế được một phần sức mạnh của căn phòng 106 nên dễ dàng hạ gục Erika cùng với Kotaro. Trong lúc mũi thương ma pháp của Maki sắp kết liễu hai người thì Kiriha xuất hiện sử dụng hai hình nhân của mình để cản lại. Tiếp đó là đến thanh kỵ của Thea xuất chiến, Maki phải dùng sức mạnh từ căn phòng mới có thể đỡ được đòn công kích mạnh mẽ từ nó. Và rồi boss cuối của nhà trọ đã xuất hiện, Shizuka nhẹ nhàng hỏi ai đã làm nhà trọ của cô ra nông nỗi này, sau đó lao đến Maki với một tốc độ khủng bố rồi hạ gục cô ta chỉ với một đấm. Những tưởng lúc này Maki đã không còn sức chống cự, thì đột nhiên cô ta bẻ một viên đá trên pháp trượng của mình. Ánh sáng từ nó tỏa ra làm cho cả bọn chói mắt, tiện thể cũng xóa đi hết ký ức của mọi người về việc mới xảy ra. Erika lại trở về với thân phận một cosplayer nhiệt huyết khiến cô vô cùng nản. Trong căn phòng lúc này, Kiriha đang nhờ mọi người giúp đỡ tham gia một cái hero show dành cho trẻ em, được tổ chức bởi tổ dân phố nơi bọn họ đang ở. Nhắc đến biểu diễn là Thea đồng ý luôn, sau đó cô hào hứng muốn lôi Kotaro đi tập. Kotaro cảm thấy rất sợ hãi với cái kiểu luyện tập của Thea, thế nhưng sau khi biết Harumi cũng sẽ tham gia, cậu liền ngay lập tức thay đổi thái độ. Điều này làm cho đám con gái trong nhà rất không hài lòng. Vở kịch của cả bọn được bọn trẻ vô cùng yêu thích. Qua lời kể của nhân viên tổ dân phố, Kotaro biết được Kiriha đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều trong thời gian cô ở đây. Thậm chí ngay khi vừa kết thúc công việc ở buổi diễn, cô ấy đã đi đến khu phố mua sắm để giúp đỡ đội vệ sinh tình nguyện đang làm việc ở đó. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Kiriha đang quét dọn cùng những người bạn dưới lòng đất, Kotaro lại ngửi được mùi âm mưu ở đây. Tối đó, ở một nơi bí mật, Kiriha liên lạc với tộc trưởng của bộ tộc dưới lòng đất, cũng chính là cha của cô, để báo cáo về tình hình xâm lăng. Mục tiêu đầu tiên của bọn họ là phải chiếm được căn phòng 106, còn mục tiêu thứ hai là chen chân vào các hoạt động khu vực, từ đó lấy lòng dân địa phương. Cha của Kiriha cũng lên tiếng cảnh báo cô rằng phái cực đoan trong bộ tộc đang có những động thái đáng ngờ, rất có thể bọn họ đã hết kiên nhẫn và sẽ sử dụng vũ lực để xâm lăng mặt đất. Ngày hôm sau, trên đường từ trường trở về, Kotaro nhìn thấy Kiriha đang đi chợ mua đồ liền chạy lại giúp đỡ. Lúc này Kotaro mới biết Kiriha thân thiết với người dân ở đây đến mức nào. Sau đó hai người cùng nhau ngồi nghỉ trong công viên. Kotaro bất ngờ đưa ra nhận định rằng có vẻ như Kiriha không thực sự muốn xâm lăng mặt đất, dường như cô muốn trở thành một phần của nơi đây thì đúng hơn. Cậu còn nói Kiriha quá tốt để có thể làm một kẻ xâm lăng. Kiriha không trả lời Kotaro mà lại nói ngày nghỉ tới muốn cùng cậu đi đến một nơi. Vào ngày nghỉ, nhìn thấy Kotaro và Kiriha tất bật chuẩn bị để đi chơi riêng, cả đám còn lại đều cho rằng hai người đang hẹn hò nên lập tức bám theo sau. Bên dưới lòng đất, một con tàu địa hành được điều khiển bởi một lão giả mang phong cách Sasuke đang tiến lên bên trên với một tốc độ rất nhanh. Kiriha đưa Kotaro đến công viên nơi cô đã ở cùng người mình thích vào 10 năm trước. Chiếc thẻ siêu nhân bọ hung cô vẫn mang bên mình cũng có xuất xứ từ đây. Trên vòng quay khổng lồ của công viên,
Kitiha kể lại chuyện 10 năm trước cô cãi nhau với cha mình sau đó bỏ nhà lên mặt đất, đây vốn là một vùng cấm địa với bộ tộc bọn họ. Rồi Kitiha gặp cậu thiếu niên đó, người mà đến giờ cô vẫn không biết tên cũng chẳng nhớ mặt. Tuy vậy đó vẫn là mối tình đầu và cũng là duy nhất của cô. Sau khi biết bộ tộc của mình muốn xâm lăng mặt đất, Kitiha đã tình nguyện xin làm chỉ huy. Vì chỉ có như thế, cô mới có quyền chủ trương xâm lăng hòa bình. Kitiha không muốn thành phố nơi cô gặp mối tình đầu rơi vào cảnh chiến tranh. Kotaro hỏi cô không phải muốn chiếm phòng 106 để sản xuất vũ khí linh lực hàng loạt sao thì Kitiha trả lời. Cô nói vậy là để khiến cho Kotaro phản kháng. Trong cuộc chiến phòng 106, cô không được thắng cũng không được thua. Kitiha cần kéo dài thời gian cho đến khi có thể xâm chiếm được thành phố này trong hòa bình. Đột nhiên công viên rung chuyển như có động đất. Một con tàu từ dưới lòng đất trồi lên ngay trước mặt Kotaro và Kitiha. Sau đó một lão già bước ra khỏi con tàu cùng với đội quân của mình. Ông ta chính là Tazuma, là chủ của gia tộc Shijima ở dưới lòng đất, cũng là người lãnh đạo của phái cực đoan, luôn chủ trương xâm chiếm mặt đất bằng vũ lực. Mục tiêu của lão ta lần này chính là lấy mạng của Kitiha, sau đó trở về nói với tộc trưởng và dân chúng rằng cô đã bị đám người trên mặt đất giết hại, từ đó sẽ không còn ai phản đối cuộc xâm lăng toàn diện nữa. Lúc này ở một nơi cao nhất trong công viên, Erika đang sử dụng ma pháp để xây dựng một kết giới ngăn cản người bên ngoài tiến vào. Hai hình nhân của Kitiha sử dụng linh lực đánh ngã tất cả lũ thuộc hạ mà Tazuma đem theo. Để đối phó với chúng, lão ta cũng gọi ra đạo cụ chiến đấu của dòng họ mình. Hai hình nhân cùng con đạo cụ khổng lồ chiến đấu bất phân thắng bại. Vậy nên Tazuma liền ra lệnh phá hủy công viên, do lão nhận thấy Kitiha có vẻ rất để ý đến nơi này, cũng may Thea kịp thời có mặt để ngăn cản. Tiếp đó là đến Shizuka và Sanae tham chiến. Thea cũng ném cho Kotaro một thanh kiếm để cậu có thể chiến đấu. Tazuma điều khiển đạo cụ của mình sinh ra rất nhiều những đạo cụ nhỏ khác, nhưng chúng có vẻ quá yếu đối với bọn người Kotaro. Con đạo cụ khổng lồ cũng không chống đỡ nổi hỏa lực mạnh mẽ của Thea và nhanh chóng bị bắn hạ. Tiếp đó, Kitiha và Kotaro phối hợp xẻ nó làm đôi trước khi nó kịp chạm đất. Thấy tình hình không ổn, Tazuma liền ném ra một quả bom khói khiến cho Kotaro mất tầm nhìn. Thấy vậy, Sanae liền bám vào người cậu để giúp Kotaro có thể cảm nhận được trong làn khói. Thông qua Sanae, Kotaro tìm thấy Tazuma trong đám khói. Cậu vung kiếm chém văng cây súng rồi khống chế lão ta. Tazuma nói kế hoạch của lão ta vốn là lấy mạng Kitiha để đổi lấy chiến tranh. Thế nhưng không thể giết được cô thì lão ta sẽ lấy mạng của mình để thay thế. Chiến tranh vẫn sẽ nổ ra và lão sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Dứt lời, Tazuma nhấn một nút trên bao tay của mình. Con đạo cụ khổng lồ bên cạnh lão kích hoạt chế độ tự phát nổ. Một tiếng nổ cực lớn vang lên nhưng những người đứng gần đó lại không bị tổn thương gì. Thì ra ngay trong lúc nguy cấp nhất, Erika đã sử dụng ma pháp để bao bọc hạn chế vụ nổ. Loại ma pháp mạnh mẽ này cũng đã rút cạn ma lực, khiến cô kiệt sức ngay sau đó. Tazuma dường như phát điên sau khi chứng kiến điều khó tin này, Kitiha phải cho một đòn để lão có thể yên tĩnh lại. Một buổi sáng, Kotaro thức dậy với đủ các loại âm thanh ồn ào xung quanh. Cậu đã quá quen với điều này nên không còn thấy khó chịu nữa. Tính ra, Kotaro và đám người xâm lăng khác thường này đã sống cùng nhau được 3 mùa của năm. Vì vậy, Giáng sinh này, Kotaro nghĩ cậu nên chuẩn bị một điều gì đó thật đặc biệt dành cho bọn họ. Đường phố lúc này đã được trang hoàng lộng lẫy với những cây thông sáng rực ở khắp mọi nơi. Harumi đang đi bộ trên đường và nhớ Kotaro thì bắt gặp cậu đang mặc đồ ông già Noel để làm thêm trên phố. Kotaro giơ một tờ rơi lên và hỏi cô bé ngoan có muốn nhận món quà này không thì Harumi trả lời, năm vừa rồi cô ngoan lắm mà, tại sao lại chỉ nhận được một tờ rơi như vậy chứ? Sau đó Harumi tinh nghịch với lấy chiếc mũ của Kotaro và nói sẽ lấy thứ này. Harumi ngỏ ý muốn giúp Kotaro phát tờ rơi thì cậu nói không cần, nhưng lại có một việc khác cần cô giúp đỡ. Ngày hôm sau, Kotaro mang một cây thông cộng thêm đồ trang trí đến phòng của câu lạc bộ Danlen, rồi cùng Harumi trang trí căn phòng đó. Thì ra, Kotaro muốn tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh bất ngờ dành cho những cô gái trong nhà. Thế nhưng quá trình chuẩn bị của hai người đã bị hội tò mò trong nhà khám phá ra. Ngày cuối cùng trước khi nghỉ lễ, Kotaro mới tiết lộ cho Kenji biết kế hoạch của mình rồi nhờ cậu ta đi mời những người trong danh sách đến dự tiệc. Thế nhưng trong danh sách lại có cả tên của Sanae khiến Kenji ngu người vì cậu chẳng biết đó là ai cả. Shizuka xuất hiện ngay sau khi Kotaro rời đi, sau đó nói với Kenji một điều gì đó rất thú vị. Khi Kotaro đi mua đồ ăn trở về thì thấy Harumi hớt hải chạy đến chỗ cậu và nói đã xảy ra chuyện. Kotaro mở cửa phòng câu lạc bộ thì thấy một đám người đang quẩy ở trong đó. Theo lời Harumi thì bọn họ có quyền sử dụng căn phòng này ngày hôm nay. Kotaro tỏ ra khá thất vọng mà không biết rằng Kenji và Shizuka đang trốn đằng sau mấy cái thùng giấy bên cạnh. Thế rồi nghe theo đề nghị của Harumi, Kotaro quyết định sẽ tổ chức bữa tiệc ở nhà. Thì ra ba người Harumi, Shizuka và Kenji đã thông đồng trước với nhau. Trên đường chạy về, Kotaro cũng nghĩ từ đầu nên tổ chức ở nhà. Mọi người đều gặp nhau ở căn phòng 106 thì cứ tổ chức ở đó là được, chẳng cần phải làm bầu. Sanae hiện tại giống như một cô em gái nhỏ, mấy vụ quàng vai bá cổ, nhập vào người cũng quen rồi. Thea bây giờ cũng không phải cô công chúa ngang ngược như lúc đầu nữa, mà cũng đã trưởng thành và tốt bụng hơn rất nhiều. Giờ thì chiều chuộng cô bé một chút Kotaro cũng chẳng thấy ngại nữa. Rút thì vẫn luôn đáng tin cậy, cũng nhờ có cô ấy mà cậu mới có thể hòa hợp nhanh với Thea.
Erika ban đầu chẳng đáng tin chút nào, nhưng thực ra lại rất chân thật. Hơn nữa, ở cạnh nhỏ đó thì chẳng bao giờ thấy buồn được cả. Từ sau vụ công viên, có vẻ Kizuha đã mở lòng hơn với mọi người và còn nói Kotaro là người bạn thân nhất của cô trên mặt đất nữa. Bữa tiệc này chỉ là để bày tỏ cảm xúc của Kotaro đối với bọn họ mà thôi, vì vậy không bất ngờ cũng chẳng sao cả, chỉ cần tất cả đều vui vẻ là được. Khi bước vào căn phòng, chào đón Kotaro lại là những quả pháo giấy khiến cho cậu vô cùng ngạc nhiên. Căn phòng hiện giờ đã được trang trí ngập tràn không khí Giáng sinh, cây thông mà cậu đi làm thêm để kiếm tiền mua cũng đã được mang về nhà trọ. Kenji xuất hiện rồi bảo Kotaro còn quá non và kế hoạch của cậu đã bị phát hiện ra từ lâu rồi. Sau đó mọi người ngồi xuống cùng nhau ăn uống vui vẻ. Nghĩ lại thì đám quân xâm lăng này đã thực sự xâm chiếm được trái tim của Kotaro. Kết thúc bộ phim, một giọng nói nhắn nhủ với Kotaro rằng dù cậu chưa nhớ ra mọi chuyện cũng không sao cả, bởi vì cậu vẫn có nơi để trở về, vẫn còn những người cần gặp. Và dù có bao nhiêu cách trở, bao năm xa cách đi chăng nữa, ngày bọn họ gặp lại nhau nhất định sẽ tới. Bộ anime này kết thúc ở đây. Nếu thấy hay đừng quên ấn thích, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần tóm tắt anime tiếp theo.